Chúng ta lại trở lại với audio Phàm Nhân Tu Tiên. Ở phần trước, Hàn Lập đã gặp Lãnh Diễm Lão Tổ. Mọi việc diễn biến ra sao, chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé. Chương 40. Không giải quyết được gì. Ngày đó, sau giờ ngọ, trên đỉnh Thánh Hỏa Phong, trên không có một mảng quảng trường bạch ngọc rộng rãi, một đường cầu vồng màu trắng từ đằng xa phá không tới nghiêng nghiêng hạ xuống. Sau khi độn quang thu vào, hiện ra một nam tử trung niên mặt trắng không râu, đầu đội khăn chít đầu của văn sĩ. Người này một thân áo đạo tung bay từ từ rơi xuống, vừa rơi dưới đất chợt nghe sau lưng truyền tới giọng của một nam tử: "Nam Cung huynh." Trung niên nhân mặc áo đạo vừa mới quay đầu, chỉ nhìn thấy ngoài trăm trượng một gã đạo nhân râu đen, đầu đội mũ ngũ nhạc, thân mặc áo đạo bào vải xanh đang đi về phía hắn. Thoạt nhìn người đó bước đi không nhanh, nhưng sau lưng lại mang tàn ảnh liên tiếp, mỗi một bước đều có thể lướt qua hơn 10 trượng trong nháy mắt đã đến trước người. "Chàng lão đệ, cùng đi đi." Trung niên nhân mặc áo đạo mỉm cười nói với đạo nhân râu đen. Một lần huy động nhiều người giống như lần này có lẽ là xảy ra hơn 10 năm về trước rồi à. Đạo nhân râu đen gật gật đầu, tầm mắt nhìn về chân trời xa xa, nơi đó mấy đạo độn quang đang là chạy như bay mà tới nói ra. Hai gã trung niên áo đạo cùng với đạo nhân râu đen đúng là hai gã phòng chủ của Xuất Vân Phòng cùng Lạc Hà Phong, Nam Cung Trường Sơn cùng ích trang tự du. Chắc có lẽ là vì chuyện tảng kinh các mất trộm lúc trước, e rằng khó tránh khỏi phải bị truy cứu trách nhiệm một phen. Nam Cung Trường Sơn lắc đầu khẽ thở dài. Dù lúc trước ta bận luyện một lò đan dược cũng nghe một chút về chuyện này. Đa vừa nói lần mất trộm này có chút quỷ dị. Tên trộm kia vậy mà có thể xuyên qua cấm chế dày đặc, lọt vào nội các. Cuối cùng ngay cả Hồ Duyên trưởng lão ra tay cũng không thể bắt hắn lại. Sắc mặt Trang Tự Du cũng là hết sức ngưng trọng. Việc này thật có chút ly kỳ. Có lẽ trong lúc hội họp chút nữa, Thái Thượng trưởng lão sẽ nói tỉ mỉ một chút. Nam Cung Trường Sơn nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi qua quảng trường tới trước một tòa cung điện màu son, khí thế to lớn. Mọi người đều là hết sức ăn ý im lặng trở lại, kề vai bước đến bậc thang vào đại điện. Trong điện, nơi chủ vị ở giữa cao hơn mặt đất 3 thước, trên đó đặt một chiếc ghế dựa lớn rộng rãi, được chạm khắc đẹp đẽ. Ở vị trí hai bên chiếc ghế đều có một hàng ghế ngồi được đặt ở đối diện nhau. Trên những cái lường trụ phía sau ghế dựa đều là nạm vàng chạm ngọc, điều khắc các loại chim thú quý lạ. Trên các ghế cuối cùng bên trái gần chủ vị, một gã đại hán tóc đỏ mặc pháp bào đỏ thẫm đang ngồi, thân hình gã thoạt nhìn như thiết tháp, sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân tản ra một cỗ khí thế khiến người ta hoảng sợ. Nam Cung Trường Sơn và Trang Tự Du liếc nhau, chọn hai cái vị trí liền nhau ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Chờ giây lát sau đó liên tiếp có người bên ngoài đại điện đi vào, chỉ phút chốc sau đó là ngồi kín toàn bộ chỗ ngồi trong đại điện. Tất cả mọi người đây đều có tu vị luyện hư kỳ, không hề có một gã tu vị từ hóa thần kỳ trở xuống. Nhưng mà lúc này mặt họ không phải quá tự nhiên, tối đa chỉ là nhìn nhau gật đầu coi như chào hỏi, dường như không có ai hứng thú nói chuyện. Bầu không khí trong đại điện là lộ vẻ nặng nề, có chút áp lực. Đến khi cả đại điện hầu như không còn chỗ ngồi, lại qua thời gian chừng nửa nén hương, mấy hài đạo nhân ảnh từ nội đường của đại điện đi ra. Trong điện mọi người thấy vậy lập tức nhào nhào đứng dậy, ngay cả gã đại hán tóc đỏ kia cũng không ngoại lệ, toàn bộ khom mình hành lễ cất tiếng nói: "Tham kiến Thái Thượng trưởng lão, tham kiến trưởng môn." Cái nam tử dung mạo tuấn tú mặc áo bào tím đi phía trước là Thái Thượng trưởng lão duy nhất của Lãnh Diễm Tông, Từ Mã Kính Minh. Tên trung niên đội cao quan, khuôn mặt nghiêm nghị uy nghi,
đang đi cạnh gã là trưởng môn Lãnh Diễm Tông Lưu Kính Trúc. Từ Mã Kính Minh đi đến trước người chủ tọa, không ngồi xuống mà đứng yên đảo mắt qua mọi người bên dưới. Khí tức trên thân gã không lộ chút nào, nhưng chỉ túy đứng vững như vậy cũng là một loại cảm giác áp bách, khiến người ta cảm thấy run cầm cập. Tất cả mọi người nheo nheo cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ai dám cùng gã đối mặt mảy may. Sau một lúc lâu, vị thái thượng đại thừa kỳ của Lãnh Diễm Tông mới được chậm rãi mở miệng. Vài ngày trước, Thiên Phù Đường và Tàng Kinh Các lần lượt xảy ra một số việc. Hôm nay, mời chư vị phòng chủ tới là vì việc này. Thanh âm không lớn nhưng mà đầy một cỗ cảm giác uy nghiêm khó nói thành lời. Trong lòng mọi người căng thẳng đều im lặng không có nói, chờ đợi thái thượng trưởng lão trách móc. Kết quả vị đại thừa kỳ đại năng này dùng một loại ngữ khí nghiêm túc nói một câu khiến mọi người là trợn tròn mắt, há hốc mồm. Việc này dừng ở đây, đình chỉ toàn bộ việc tra xét tìm kiếm trong tông, không cần phải điều tra đến cùng. Nghe được lời ấy, mọi người trong sảnh quả thật có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, cũng không khỏi quay mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không ai dám trực tiếp mở miệng chất vấn. Từ Mã sư huynh, việc mất trộm ở Tàng Kinh Các không phải việc nhỏ ta. Vẫn là đại hán tóc đỏ đang đứng trước nhất, nhịn không được mà bước lên nửa bước, chắp tay phá vỡ yên lặng. Hắn chưa nói hết lời bị Từ Mã Kính Minh lạnh lùng cắt ngang. Hồ Diên sư đệ, lời ta còn cần phải nói lời thứ hai sao? Dứt lời, gã hất ống tay quay người trực tiếp đi vào nội đường, để lại gã đại hán tóc đỏ cùng các vị phong chủ có chút bối rối trong đại điện. Nhưng vào lúc này, trưởng môn Lưu Kính Thúc cũng mở miệng, tàn họp. Hắn chỉ nói hai chữ, vất tay áo lướt nhẹ mà đi. Một lát sau, trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài đại điện, đình chỉ điều tra. Thằng Kinh Các bị mất nhiều điển tịch chân quý như vậy, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Trang Tự Du dường như là chưa phục hồi tinh thần, nhịn không được hỏi Nam Cung Trường Sơn. Điển tịch mất đi còn không có sao, trong tông môn mình vẫn có bản sao. Vấn đề là nếu như những bí tịch này truyền ra ngoài vậy không ổn. Thái thượng trưởng lão quyết định như vậy đương nhiên có ý đồ khác, chúng ta cũng không nên phỏng đoán linh tinh. Nam Cung phong chủ cười cười nói. Tuy hắn nói vậy mà nghi ngờ trong lòng cũng chẳng giảm chút nào. Cũng không lâu sau, toàn bộ đệ tử Lãnh Diễm Tông đã phát hiện ra một việc khiến người ta khó hiểu. Trong tông hai nơi quan trọng bị trộm, vậy mà trong tông đột nhiên là ngừng toàn bộ tra xét và tìm tòi. Tuy rằng mọi người đều bàn tán nhưng mà toàn bộ phong các chủ đều là cẩn thận khi đề cập việc này, dường như không muốn bàn nhiều đến nó. Kết quả là chuyện lớn động trời, gây ra khiếp sợ toàn bộ sơn môn cứ thế bị bỏ qua, không giải quyết được gì. Mà những người gây ra chuyện là Hàn Lập, không biết chút nào, từ đầu đến cuối vẫn là ẩn nấp trong phủ. Nghiêm ngẫm tiểu bắt đầu tinh nguyên công. Lúc trước chỉ là vội vàng xem, lúc này hắn càng nghiên cứu, cảm thấy công pháp này huyền diệu khó lường, lòng cực kỳ hưng phấn. Lại nói tiếp, từ khi hắn bước vào tu tiên giới tới nay cũng là tiếp xúc không ít công pháp luyện thể, có công pháp chủ yếu luyện cơ bắp, có công pháp luyện xương cốt, lại có công pháp rèn luyện lục phủ ngũ tạng, tự nhiên từng luyện là ngũ tạng đoán nguyên công. Nhưng mà bộ tiểu bắc đầu tinh nguyên công này lối đi lại khác, tu luyện lại là huyền khiếu. Huyền khiếu là gì Hàn Lập không hiểu ra sao, trong tiểu bắc đầu tinh nguyên công cũng không nói tỉ mỉ, nhưng mà trên điển tịch ghi chép quá trình tu luyện lại huyền diệu vô cùng. Lấy kiến thức và tầm nhìn của hắn, không phải cởi bỏ thời gian hồi lâu mới khó khăn lắm mà hiểu thấu đáo. Đơn giản mà nói, công pháp này có thể tu luyện tới đại thành, lực lượng một quyền cũng đủ đấm vỡ hư không, thực lực so với thiên nhân bình thường càng không thua kém chút nào. Thế nhưng mà tai hại ngược lại không ít. Đầu tiên chính là quá trình tu luyện công pháp này vô cùng đau đớn, người nào tâm trí chưa đủ vững vàng cơ bản không thể kiên trì đến cùng. Tiếp theo, lực dẫn tinh quang cực kỳ khó khăn. Dù sao ngôi sao vốn ở xa tít trong thời không, quá mức xa xôi cho nên tu luyện công pháp cực kỳ mất thời gian. Hàn Lập đối với vấn đề này không thèm để ý, bắt đầu định tu luyện. Trước tiên, hắn ra ngoài một chuyến, cho tới ngày hôm sau mới quay trở về. Lúc này hắn mở ra toàn bộ cấm chế trong động phủ. Tiếp đó, hắn đi một vòng trong động phủ một đoạn thời gian.
tuyển một gian mật thất thích hợp, lại là mở ra một cái lỗ thủng lớn trên đỉnh mật thất để có thể quan sát bầu trời. Sau khi làm xong tất cả việc này, Hàn Lập khoanh chân ngồi, bắt đầu lặng lặng thổ nạp điều tức. Tu luyện loại công pháp truyền thừa xuống từ tiên giới này, đương nhiên là cần khôi phục thể xác, tinh thần, pháp lực đến trạng thái tốt nhất nhằm ứng phó bất cứ loại tình huống nào xảy ra. Chương 41: Trưởng Thiên Tiểu Bình. Bảy pháp trận hội tụ tinh quang hầu luyện thể. Nhìn Tiểu Bình động giọt xương trong lộ bí mật. Vào một đêm mấy hôm sau, bầu trời không một áng mây, trăng tròn lơ lửng giữa thiên không trong trẻo đầy sao, thỉnh thoảng lại là một đạo lưu tinh vụt qua. Trong một thất động phủ, Hà Lập nghiền nhắm hai mắt, xếp bằng tính tọa, từng sợi tinh quang nghiêng như giếng trời phía trên mà buông xuống, khiến toàn bộ thân thể hắn chìm trong ánh sáng trắng nhàn nhạt. Dưới chỗ hắn ngồi là một pháp trận huyền ảo. Trận này được tạo ra bởi đồ hình bảy chòm sao lớn, có thứ tự lớn nhỏ, chiếu sáng rực rỡ, cùng nhau hợp thành thất tinh bắt đầu, vì vậy có tên là bắt đầu tụ nguyên trận. Trận pháp này không có trong nội dung của tiểu bắt đầu tinh nguyên công, mà do Hàn Lập quan sát trời sao những ngày qua, kết hợp tạo nghệ cùng kiến thức của mình diễn hóa lại. Tinh túi trên cao, ngày qua tháng lại nhìn như không đổi, kỳ thực có khác biệt giữa ngày và đêm. Có lực lượng tinh thần thiên về âm, lại có sức mạnh thuộc về trí dương. Thậm chí bầu trời khi mờ cũng có khi tỏ, không thể là đánh đồng với nhau. Lại nói việc tu luyện, tiểu bắt đầu tinh nguyên công cần đến lượng lớn tinh thần của thất tinh bắt đầu. Thất tinh phần âm dương chia ra bốn mùa ứng với ngũ hành, bên trong ẩn chứa huyền cơ hằng hà biến hóa. Trận pháp được Hàn Lập dựng nên dựa theo đặc điểm bảy chòm sao để hỗ trợ tiếp nhận sức mạnh của thất tinh bắt đầu. Nên hắn ngồi hiện tại là viên thứ nhất đại trận thất tinh. Chỉ thấy Hàn Lập bỗng nhiên giờ to mắt nhìn, vất tay đánh một đạo pháp quyết. Ông ông, đại trận bắt đầu vận chuyển, thất tinh đột nhiên phát sáng rực rỡ, trong đó hào quang của ngôi thứ nhất đặc biệt rực rỡ, bạch quang chớp động tràn ngập tứ phía, mơ hồ tạo thành trận đồ tinh tú. Hàn Lập ngồi giữa trời sao, thân hình như ẩn như hiện, có chút mông lung mờ ảo, trong miệng lầm bầm, tay mười ngón không ngừng biến hóa pháp trận, pháp quyết tiểu bắt đầu tinh nguyên công vận hành chậm rãi. Sau một nén nhang, chỉ thấy hai đầu lông mén chớp động tinh quang, lực lượng thần thức kinh người từ đó cuộn xa, quay tít một vòng, sau đó là tụ trên đỉnh đầu hắn tạo thành vòng xoáy vô hình. Hàn Lập biến đổi pháp quyết trên tay, vòng xoáy trên đầu theo đó trải xa, chậm rãi biến hóa tạo thành đồ án tinh vân ẩn hiện. Thất tinh bắt đầu có xu hướng hô ứng với đại trận bên dưới. Hà Lập ngẩng đầu, mắt xuyên qua giếng trời bên trên để quan sát bảy điểm rực rỡ giữa không trung, sau đó nhanh chóng nhìn đến chòm sao thứ nhất, trong miệng là thốt ra một câu chú ngữ tối nghĩa. Ông, thiên khu tựa như sáng lên, vô số lực lượng tinh quang từ trên trời vọt tới, giống tắc nước màu bạc trên cao sáng xuống, xuyên qua giếng trời bao phủ Hàn Lập bên dưới. Lực lượng tinh thần mênh mông xung quanh bắt đầu khởi động, thần sắc Hàn Lập cũng theo đó mà trở nên ngưng trọng. Quá trình tiếp nhận lực lượng sao trời vẫn là dựa vào cường độ của thần thức, tuy rằng lúc này thần thức hắn có thể so với tiên nhân sớm đủ điều kiện luyện công pháp, nhưng vẫn không thể chủ quan. Tay hắn bấm niệm pháp quyết vận chuyển công pháp, lực lượng tinh quang bốn phía lập tức nhấc đến, sau đó là đồng loạt tụ một chỗ, hóa thành vô số tia sáng nhỏ như là kim chậm xoay tròn dưới sự bao bọc của thần thức, sau đó rơi xuống như mưa chui vào thân thể hắn. Chỉ thấy Hàn Lập run lên bần bật, lông mày cau lại. Những cái cây kim li ti không ngờ lại là thực thể, trực tiếp đâm ra thịt quán, rách người tiến vào, tựa như là vạn kiếm xuyên qua huyết nhục. Thân thể Hàn Lập lúc này từ trên xuống dưới lỗ nhỏ li ti, máu tươi từ đó rỉ ra nhanh nhuộm người hắn. Trước khi tắt hẳn, vô số tinh quang này tựa như là vô số thanh đao xoắn động trong cơ thể hắn, đau tận xương cốt. Nếu không nhờ vào thân thể mạnh mẽ vô bì, chỉ sợ hắn đã kêu lên thành tiếng.
Nhưng mà sau một lát, lông mày Hàn Lập dần dần giãn ra, bởi hắn cảm giác rõ ràng sau khi phân giải, số tinh quang kia chuyển hóa thành sức mạnh tinh thuần nhất tiến vào cơ thể hắn. Hàn Lập không khỏi vui mừng, hít sâu một hơi, hắn là đè nén cảm xúc phấn khích, xe nấn đau đớn rồi toàn lực vận công. Lực lượng tinh thần buông xuống theo đó tăng lên, đâm vào người hắn được sự dẫn dắt của công pháp không ngừng vận chuyển. Nhục thể Hàn Lập bị thương rất nặng, lúc trước không thể hấp thu nguyên khí nên tình hình tiến triển rất chậm. Lúc này tiếp xúc nguyên khí, sao trời tinh thuần lập tức thôn phệ để khôi phục tổn thương. Vết thương do kim châm hình thành nhanh khôi phục như lúc đầu, cơ bản không thể khiến cho hắn bị thương thực sự. Thời gian dần trôi qua, đau đớn vạn kiếm xuyên qua da cũng là dần được hắn thích nghi, hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện. Thời gian ngắn qua, nháy mắt đã 7 ngày. Hắn vẫn ở khoanh chân ngồi đó, trên ngôi sao thứ nhất của trận pháp. Toàn trận tản ra ánh sáng âm u. Từng tơ thịt trên người bắt đầu nổi lên hào quang như sao trên trời. Xương cốt cũng là hiện điểm tinh quang. Kỳ lạ nhất là bụng dưới của hắn nở rộ một chút ánh sáng màu lam, cực kỳ dễ thấy. Quang điểm lam sắc phồng lên xẹp xuống, tựa như là hít thở bình thường. Phần nửa lực lượng xung quanh hội tụ về đây đều là bị thứ này thôn phệ. Khuôn mặt Hàn Lập đã không còn chút thống khổ nào, chỉ có bình thản cùng yên lặng. Trong lúc đó, lực lượng tinh thần quanh người hắn chấn động một hồi. Quang điểm lam sắc trên bụng đột nhiên là nở rộ quang huy chói mắt, cuồn cuộn không ngớt. Lam quang lóe lên, bên trong hiện ra phù văn ngôi sao huyền ảo. Sau khi xoay tròn một lát, phù văn lập tức ẩn vào cơ thể hắn. Dựa vào thân thể thần thức mạnh mẽ, Hàn Lập chỉ mất mấy ngày luyện xong tầng thứ nhất Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công, thành công ngưng tụ ra viên khiếu thứ nhất. Có điều hắn cũng không quá vội vã xuất quan mà nhắm chặt hai mắt, ngồi yên tại chỗ ý định củng cố thành quả. Mấy ngày về sau, một đêm sao trời thưa thớt, trong mắt Hàn Lập nhíu mày mở to, giơ tay đình chỉ việc vận chuyển Bắc Đẩu Tụ Nguyên Trận. Lực lượng tinh không cùng với quang điểm trắng xóa xung quanh lập tức rút đi như thủy triều. Hắn là vội đứng dậy tiến lên phía trước cách đó không xa, cuối người nhặt lên một cái bình nhỏ cổ xưa màu xanh lá đưa tới trước mặt. Chỉ thấy bình nhỏ lúc này đang được một cái tầng quang mang lục sắc bao bọc, mặt ngoài nổi lên vô số ký tự cổ quái vàng kim óng ánh, thập phần cổ xưa. Nhưng sau một khắc, lục quang xung quanh tựa như hòa với hoa văn màu xanh lá trên bình, chỉ có chút ký tự màu vàng vẫn nằm tại đó, hơi lồi ra khỏi thân mình. Bên trong bình nhỏ có thể nhìn ra một giọt chất lỏng lớn cỡ đậu tằm tùy thời lay động. Thế cảnh này, Hàn Lập không khỏi mỉm cười. Những ngày vừa qua trong lúc tu luyện, hắn đã đặt bình nhỏ xuống mô đất trước mặt. Vào một thời khắc đặc biệt nào đó, mặt ngoài bình nhỏ sẽ nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Nếu cẩn thận quan sát sẽ nhận ra bạch quang kia là do vô số quang điểm li ti màu trắng tạo thành, giống như vật sống chen nhau tiến vào trong bình, đến khi được bình nhỏ hấp thu toàn hoàn toàn. Chỉ là kỳ dị dị tượng như vậy cũng không kéo dài quá lâu, mỗi đêm chỉ thỉnh thoảng một canh giờ, đặc biệt là sau đó lập tức biến mất. Cứ mỗi hai ngày bạch quang bên ngoài bình nhỏ sẽ thu lại, tạo ra một tầng lục quang cùng một giọt lục bình dung dịch. Hà Lập thu hồi ánh mắt, tay vớt ve hoa văn phiến lá trên bình nhỏ, động tác cẩn thận mà ôn nhu. Hắn tựa hồ vớt ve khuôn mặt người thương, cảm thụ phần lồi trên mặt bình, thân mình, tinh thần Hàn Lập không khỏi có chút xúc động. Trong thoáng chốc, hắn như có thể trở về thất huyền môn, về lại dược viên nho nhỏ ở thần thủ cốc. Khi hắn còn là thiếu niên tò mò tiến hành thí nghiệm với lục dịch bên trong tiểu bình, tâm thần có chút bất định lại có chút chờ mong. Hàn Lập hiểu rõ nếu không có cơ duyên xảo duyện ngày ấy để cho hắn phát hiện ra đặc tính thúc dục linh dược của lục dịch, hắn cơ bản không thể bước vào đại đạo tu tiên, càng không có khả năng bằng thân phận người phàm một đường phất lên như diều gặp gió trở thành đệ nhất tu sĩ vạn chúng nghiền độc kính ngưỡng, cũng không có trở thành Hàn Thiên Tôn đứng đầu linh giới. Nếu phải kể đến một vật bồi bạn với hắn suốt trên con đường tu luyện không rời nửa bước, không thể nghi ngờ chính là Trường Thiên Tiểu Bình trước mặt. Cho dù trải qua 300 năm hôn mê, sau khi tiến vào tiên giới, hắn bị mất giải đạo nhân,
Vệ Kim Trung rất nhiều quân bài áp dương, nhưng tiềm thức hắn vẫn cẩn thận bảo hộ thứ này, chưa từng để nó rời xa nửa bước. Với tiểu bệnh này, hắn có một thứ tình cảm phức tạp không thể nói rõ. Đột nhiên Hàn Lập nhíu mày đình chỉ động tác vỗ về bình nhỏ, mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn tập trung mở lắp bình, nhìn vào bên trong thần tình trên mặt càng kỳ quái, giống có chút kinh ngạc lại chút ít vui sướng. Sau một khắc, hắn đóng kín tiểu bình sau đó xoay người rời mật thất. Chương 42: Mất mà được lại. Tưởng chừng như đã mất, lại dưới đáy trưởng tiên, hoa điểu đôi cánh phất về bên cạnh Hàn Tiên. Động phủ bên trong phòng luyện đan. Hàn Lập mở nắp trưởng thiên bình đặt cạnh lò đan, sau đó lùi về sau vài bước, giơ tay đánh một đạo pháp quyết kích hoạt một hồi pháp trận khiến cho bên trong lò đan lửa cháy cuồn cuộn dâng. Sau một lúc khá lâu, hắn hít một hơi sâu, duỗi ngón tay trắng nhẹ chỉ về bên trong lò đan. Hô một tiếng, một đoàn hỏa diễm màu đỏ dưới đáy lò bay xa, ở giữa không trung quay tít một vòng, hóa thành một đầu rắn nhỏ giống như một đoạn dây kim tuyến cháy rực. Sau đó dưới sự điều khiển của hắn, toàn bộ hướng về tiểu bình màu xanh đậm. Chỉ thấy tiểu bình bên trong lập tức ánh sáng lóe lên màu đỏ, tiếp đó là bên ngoài màu ngọc bích lập tức bị thiêu đốt rất minh bạch, hóa thành từng mảng hoa lá. Bên trong lộ ra từng điểm có màu đỏ đậm lóe lên như một tia sinh mạng. Hàn Lập híp mắt lại, đứng nguyên tại chỗ nửa ngày không hề động đậy. Sau đó ánh sáng màu đỏ trong bình đột nhiên thu vào rồi biến mất không thấy nữa. Tiểu bình màu xanh lại lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu, giống như chưa hề có bất cứ chuyện phát sinh. Nhưng ánh mắt Hàn Lập không có chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm bình nhỏ dường như mong đợi điều gì. Thời gian chậm rãi qua, ước chừng cho qua một khắc, hắn lần nữa giơ tay, từ trong lò đan lấy ra một vài phần hòa diễm, hướng viết tiểu bình mà chui vào bên trong. Như lúc trước, giống nhau, trong bình lại là một phen ánh sáng màu đỏ lập lòe lần nữa yên lặng. Chỉ là lần này thời gian trôi qua dường như đã dài hơn trước. Hàn Lập thấy vậy bên mặt cũng là lộ một tia âm trầm, tiếp đó bắt chước làm theo liên tục đưa lửa vào trong lọ, hơn nữa là khoảng cách càng lúc càng ngắn. Nếu tiếp tục theo sở liệu quán, ánh sáng màu đỏ lập lòe trong biểu tình bình bên trong tiểu bình thời gian càng ngày càng dài, không biết bao lâu. Lúc Hàn Lập một lần nữa đem hỏa bình hỏa diễm lò đan dẫn vào trong bình nhỏ, ánh sáng màu đỏ lập lòe lần này là trôi qua là khoảng khắc trọn vẹn một khắc đồng hồ, xem ra không có chút ít nào ý dừng lại. Hàn Lập mắt dần dần sáng lên, nhưng vào lúc này một tiếng kêu thanh thúy từ trong tiểu bình vang một tiếng, trong bắt đầu là nổi lên ngân quang nhẹ nhẹ, lấy mắt thường có thể thấy được đã đem hết tẩy ánh sáng màu đỏ thôn vệ hầu như không còn gì. Sau một khắc vèo một tiếng, một đoàn ngân quang chói mắt từ miệng bình bắn ra, bay thẳng hướng đỉnh của mật thất. Bành một tiếng trầm đục, ngân quang đụng vào đỉnh của mật thất, hướng lên bên trời mà rơi xuống, rồi phát ra ánh sáng ngân quang màu kim sắc, lập tức chiếu sáng toàn bộ luyện đan thất. Hàn Lập ngửa mặt nhìn đám ngân quang, bên trong một tia lam mang thoáng hiện trong ánh mắt, mặt lộ ra một tia vừa mừng vừa sợ, nhưng tiếp đó là hắn khẽ chau mày. Đoàn ngân quang ở giữa không trung xoay tròn vài cái lập tức co rút biến ảo thành một con ngân sắc hỏa điểu, hai cánh mở trực tiếp hướng về hắn mà bay xuống. Hàn Lập ngón tay nhấc, ngân sắc hỏa điểu cách tén nửa xích đột nhiên dừng lại, sau đó hai cánh lại mở ra bay phúa xung quanh ngón tén, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu vui sướng tập vận phấn kích. Hỏa điểu này không phải không hẳn quán, mà chỉ là tinh viêm chi hỏa ra đời từ một tia linh tính, sau đó biến thành tinh viêm hỏa điểu. Lúc đó hắn còn ở nhân giới, lấy càn lam băng diễm cùng với hàn khí của lục dực xương công phun ra mà luyện ra tử la cực hỏa, sau đó đem tử la cực hỏa sáp nhập trong thái âm chân hỏa. Sau khi tới linh giới, thông qua thái âm chân hỏa cắn nuốt một lượng lớn hỏa diễm, cuối cùng mới tạo ra một luồng tinh viêm chi hỏa. Loại hỏa này không chỉ được trời sinh ra có thể thôn vệ muôn loài hỏa diễm, còn có thể khắc chế hiệu quả đối với linh thú thuộc tính hỏa. Lúc đó hắn tung hoành khắp nơi ở linh giới, nó được xem như là một trong những trợ giúp quan trọng nhất với hắn. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ, tay hơi hơi nhấc, lập tức chim lửa có chút nhu thuận, hai cánh thu lại rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Cũng không biết duyên cớ nào, từ sau khi thức tỉnh, hắn vẫn cảm ứng không xa. Bởi vậy hắn nguyên bản còn tưởng rằng đã mất, thế nhưng không ngờ chẳng những không mất đi, ngược lại là an toàn trong trưởng thiên bình. Vừa rồi trong mật thất thần thức hắn sinh ra một tia cảm ứng, lòng liền trùng xuống lập tức đi đến luyện đan thất, ý muốn dùng hỏa lò làm vật dẫn, đem hỏa điểu thức tỉnh, hắn nghĩ không tới nhanh chóng thành công. Hắn nhìn ngân sắc hỏa điểu trong tay, tâm tình chợt động, mặt lại là tại ngân sắc hỏa quang chiếu rọi, có chút âm tình bất định. Chim này hôm nay còn có cao ba tấc, quanh thân hỏa lực là lộ rõ tỏ vẻ yếu so với lúc trước khi mà uy thế đâu chỉ là kém gấp mười mấy lần. Điều này làm cho hắn không nhịn được phẫn nộ tức giận trong hắn, theo đó lại tăng vài phần. Không cần phải nói, hỏa điểu bộ dáng như hôm nay chắc chắn cùng với việc hắn mất trí nhớ mười phần liên quan. Hắn lập lòng thầm thề, bất kể ai khiến hắn lưu lạc tại đây, hắn cũng thanh toán đầy đủ. Sau một lát hắn thu lại liệt diễm thu liễm tâm thần, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, vất tay áo màu xanh lên, liền đem ngân sắc hỏa điểu thu tập vào cơ thể không thấy bóng dáng. Xem ra trong cơ thể hắn từ từ nuôi dưỡng mới có thể khôi phục vài phần nguyên khí. Ước chừng sau một nén nhang, Hàn Lập lần nữa trở ra động phủ, đi tới một mảng ngóc ngách của linh điền hướng tây bắc. Hắn thả ra một cỗ thần thức hướng mọi nơi mà quét qua, xác nhận không có gì khác thường, một tay vừa nhấc một tay liền tiếp huy động một cái cây cán tam giác tiểu kỳ theo thứ tự mà bay tại trên linh điền, tạo thành một khu vực hình tròn không lớn chẳng nhỏ. Sau đó trong miệng thấp giọng niệm chú ngữ, một tay liền là bấm niệm pháp quyết, vòng tròn nam bằng tiểu kỳ hình tam giác nhàn nhạt hiện lên một hào quang màu tím, giữa ánh sáng mơ hồ đem khu vực bên trong bao lại. Làm xong hết thảy việc này, hắn mới được cất bước đi vào. Màn sáng hào quang màu tím liền theo đó biến mất, chỉ để ẩn nấp dung nhập trong bóng đêm. Giờ vào này nếu có ai đi tới gần phạm vi động phủ của hắn, chỉ cần kẻ đó tu vị chỉ là tới hóa thần kỳ, đến cơ bản không phát hiện cái gì khác thường. Còn nếu là tu sĩ hóa thần kỳ trở lên, thì tại trước lúc bị phát hiện sẽ kịp thời mà ứng phó. Trong màn sáng, Hàn Lập bàn tay vung, hơn 20 cái hộp gỗ đẹp đẽ nhưng trống rỗng xuất hiện lơ lửng trước người hắn. Hắn tiện tay nhấc một hộp, mở nắp ra, nhào nhào mở, từ trong bay ra mùi thuốc nồng. Chỉ thấy hơn 10 gốc rễ cây của các loại linh dược màu trắng bên trong hộp mà bay ra, hướng xuống đất, rơi xuống mà bén rễ. Những thứ này ngoại hình so với người bình thường có vài phần tương tự, tất nhiên là một loại linh dược, và đúng là vân hạc thảo tuổi thọ trăm năm. Ban ngày hắn đi vài chuyến đến thông dịch cốc, đem những loại cỏ này trong cốc thu mùa hầu như không còn. Và để làm cho người khác không chú ý, hắn còn cố tình tù vị biến mất và vài phen thay đổi hình dạng. Hàn Lập liếc qua linh thảo màu trắng, lần nữa từ trong lòng bàn tay lấy ra một cái tiểu bình màu xanh. Hắn hít một hơi sâu, mở nắp nhẹ nhàng lắc nhẹ, nghiêng bình, hắn là có vân hạc thảo ở dưới. Lục dịch dọc theo chai dần dần hạ xuống, rơi trên linh dược. Nhìn lục dịch chậm rãi rơi xuống trên gốc linh thảo, Hàn Lập khẽ miệng hơi nhếch, mỉm cười lập tức quay người hướng về màn sáng mà đi. Chương 43: Đại thủ được báo. Xuân đi thu đến, thấp thoáng đã 2 năm trôi qua. Tại phía tây bắc Phong Sơn là địa vận huyết màng sơn mạch kéo dài liên miên mấy ngàn dặm. Tại đây linh khí thiếu thốn, núi rừng hoang vu, âm u sương mù bao quanh. Một cái tòa sơn mạch đỏ tắm trong sơn cốc chằng chịt kiến trúc được xây dựng trên núi. Thỉnh thoảng có một số tu sĩ huyết bào bay qua vội vã đi vào và rời khỏi kiến trúc. Trong sơn cốc ở sâu trong đại điện, một tên trung niên áo lam, đầu bào có chút nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Nơi đó có cánh cửa khổng lồ, cửa đã đóng chặt, phía trên có huyết màu huyết sắc ánh huỳnh quang lưu chuyển liên tục. Đại ca sao vẫn chưa xuất quan? Bên ngoài cửa đại điện thành ngầm nam tử truyền tới, tiếp theo đó là tráng hán mặt đầy sẹo từ ngoài đi vào. Có lẽ ngành tôi, lão tam, sự tình an bài thế nào rồi? Trung niên áo lam có chút vội hỏi. Đã có đội ngũ
của 9 phần đã tới, còn lại 4 có lẽ là đang trên đường rồi. Nội đường đệ tử ở bên ngoài cũng không sai biệt lắm đều gọi về. Nhị ca, chúng ta đã cố hết sức rồi. Vết sẹo tráng án là có chút chần chờ nói. Ngắn ngủi trong 10 ngày, 6 phần đà bị sàn thành bình địa. Liên đà chủ ở trong cũng chỉ một đêm bốc hơi biến mất, không một chút dấu vết lưu lại. Lão Tam, người cảm thấy bằng thực lực của ta và ngươi có hay không làm được? Áo Lam trung niên thở dài hỏi ngược. Sao có thể? Chỉ là kể từ khi đó các phân đà đều bắt đầu chết toàn bộ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ta lo lắng đại ca vì chúng ta tự tiện chủ trương mà tức giận trách tội. Chàng hán mặt sẹo cười khổ một tiếng nhưng lại nghĩ cái gì đó, thân thể khẽ run. Ta làm sao không biết, nhưng nếu là chỉ hơi trì hoãn một chút bản hội chỉ sợ là đại thương nguyên khí. Ngươi đừng quên rằng những tiểu gia tộc bình thường đối với chúng ta cung kính, kỳ thực là muốn đẩy chúng ta huyết đào hội vào con đường chết. Đến lúc đó thậm chí ngay cả yêu tộc cũng không bỏ qua cơ hội. Trung niên nhân áo làm mặt lộ ra một tia sợ hãi, lập tức lắc đầu trầm giọng nói ra. Bọn hắn dám, kẻ nào mà không biết thủ đoạn của đại ca. Nhớ năm đó Vu gia Lãng Châu đệ nhất gia tộc, bọn chúng dám soi mói hoạt động của chúng ta. Kết quả trong tộc hơn 1.300 người bị đại ca trong một đêm hóa thành xương khô, cách gặp phàm nhân cũng không ngoại lệ. Hôm nay đại ca đã đột phá đến hóa thần trung kỳ, chỉ cần hắn xuất mã nhất định đem kẻ láo tuét đã hủy phân đà bản hội xé thành vạn đoạn. Tráng hắn mặt sẹo, mắt hung quang lóe lên rồi bực tức nói. Việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Ngươi còn không biết, hơn một tháng trước, Thạch Đường chủ hộ tống đám ảnh miêu tộc nữ tử. Một phát, hắn và hơn 20 người đột nhiên mất tích, đến nay không rõ tung tích, khả năng cả hai đều là có 10 phần liên quan. Ngươi xem, Thạch Đường chủ cùng với ta đều, ta và ngươi đều là người có tu vị nguyên anh trung kỳ. Hắn vậy mà ngay cả một cái nguyên anh cũng không thể chạy thoát đuổi thấy, lại giả bất tiện. Trung niên áo lam trầm ngâm nói. Có việc này sao, xem ra thực lực đối phương chỉ sợ không thua kém đại ca. Không thể nói trước, xem ra lần này phải kinh động đến vị kia Thiên Quỷ Tông rồi. Tráng án mặt sẹo hít một hơi khí lạnh nói. Két một tiếng, bên ngoài cửa đá huyết quang thu vào. Tiếp theo là từ hai bên cửa mở ra, một nam tử áo trắng chậm rãi đi xa. Người này xem nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, dung mạo anh tuấn, mặt mũi không giàu, làm người ta có cảm giác tào nhã. Cùng nghênh đại ca xuất quan, trung niên áo lam cùng với hán mặt tử sẹo thấy thế vội là quỳ lại trên đất. Nhị vị huynh đệ, các người thân là phó hội chủ cùng của bản hội, không cần đa lễ, đứng lên mà nói. Nam tử nho nhã chậm rãi tới trước mặt hai người cười ha ha. Hai gã liên tục cảm ơn lúc này mới đứng lên. Đại ca ta, trung niên áo lam tiến đến nửa bước muốn nói cái gì đó. Phùng Tùng, ngươi ngày trước đưa tin ta đã hiểu, nếu không cũng là không sớm xuất quan. Thời gian không nhiều lắm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Nam tử nho nhã ngắt lời trung niên nam tử áo lam nói. Bẩm đại ca, 3 ngày trước phân đà ở Tùy Châu đều là bị thủ đoạn làm cho hơn 200 người không một ai may mắn sống sót. Kết hợp với sự tình Thạch Đường chủ trước đây, ta cùng lão Tam phỏng đoán đối phương tối thiểu có tu vị hóa thần trở lên, và lại sở trường là sử dụng bảo vật hoặc công pháp hỏa thuộc tính. Phùng Tùng hơi lau cảm dưới đất, toát mồ hôi lạnh nói ra. Chỉ là việc này hầu như không ai sống sót. Vậy là một ai đó đủ may mắn để sống sót rồi. Phùng Tùng, ngươi khi nào học được cách xảo ngôn như vậy? Nam tử nho nhã liếc nhìn Phùng Tùng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng bên lòng thì khó cười nói. Đại ca thứ tội, hắn đang ở ngoài đại điện, ta liền sai người đưa hắn tới. Phùng Tùng trong lòng căng thẳng vội nói. Nam tử nho nhã không có phản đối, vội quay người hướng bên ngoài gọi một tiếng. Và lúc này gã quần áo sau lưng kia đã ướt sẫm mồ hôi lạnh. Không qua bao lâu, một thanh niên cờ bắp bước vào trong đại điện, thấy 3 người họ vội là quỳ xuống hành lễ. Bái kiến hội chủ cùng 2 vị phó chủ. Không cần giữ lễ tiết, đứng lên đi, nói một coi. Tình huống lúc đó thế nào? Nam tử nho nhã ôn hòa cười. Bẩm hội chủ, 3 ngày trước đêm khuya, bản đã bị đánh lén vào ban đêm. Đối phương dùng mạo tiểu nhân không rõ ràng, chỉ thấy hắn thi triển thần thông hỏa diễm, trực tiếp đem trọn phân đà biến thành tro tàn.
không người còn sống. Sư đà chủ cũng không có may mắn thoát khỏi. Thanh niên cơ bắp không dám đứng dậy, chỉ có thể cả lầm nói. Nếu như nói không người còn sống, vậy ngươi là ngoại lệ sao? Nam tử nho nhã lại hỏi. Thuộc hạ có sự tình bên ngoài, sự việc xảy ra lúc thuộc hạ trở về mới may mắn thoát được một kiếp. Thanh niên cơ bắp lòng còn sợ hãi nói ra. Còn có bỏ sót gì không? Nam tử nho nhã là lông mày cau. Không có, không có. Thanh niên cơ bắp thấy vậy khẩn trương. Nam tử nho nhã vậy mà cười nhạt một tiếng chợt. Một chảo về hư không, thanh niên thân thể bị siết chặt. Đỉnh đầu lập tức hiện ra tia hắc quang, như những con rắn hướng về phía đầu hắn mà chui vào. Thanh niên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu chảy máu tươi, bất quá thanh âm rất nhanh thấp xuống, thân thể mềm liệt nằm tại đất. Xem rán trung thực, nam tử nho nhã thả tay xuống, nhẹ gật đầu, trên mặt hiện một cái tia suy nghĩ. Phùng Tùng cùng trắng ngắn mặt sẹo, từ lúc thanh niên đi vào liền là một bực cúi đầu không dám phát một cái thở mạnh. Nhưng vào lúc này oanh một tiếng vang thật lớn, bên ngoài truyền đến còn là kèm theo tiếng kinh hô, toàn bộ đại điện lắc lư. Nam tử nho nhã mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo điện quang hướng đại điện bên ngoài bay đi. Phùng Tùng cùng với trắng ngắn mặt sẹo lập tức vội vã đuổi theo. Sơn màu các đó giờ phút này thình lình bị một cái tầng mây bao phủ, mà phía bên trên xuất hiện ba tòa cự sơn màu đen dài trăm trượng, xung quanh hắc quang lượn lờ. Huyết quang và hắc quang đan xen liên tục giằng co, trong cốc vô số nhân ảnh bay ra, chừng hơn ngàn người tất cả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mặt đại biến. Oanh, lại là một tòa cự sơn màu đen thình lình từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây, màn sáng mặt ngoài huyết quang kịch liệt cuồn cuộn, sau đó rốt cuộc không chống đỡ nổi, ầm ầm vỡ vụn. Bốn cự sơn màu đen ù ù rơi xuống phía bên dưới, đem cái sơn cốc này hướng tới. Tất cả mọi người tạo thành một mớ hỗn loạn, hướng bốn phương tám hướng né tránh. Chỉ là cự sơn khí thế kinh người, những người này nhao nhao mặt lộ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này một bóng người xuất hiện trên không trung đại điện, hắn là nam tử áo trắng nhỏ nhã. Hắn không nói hai lời tay sờ, phía trước hắn xuất hiện một cái cây huyết sắc đại phiên, quay tít một hồi, rồi quăng tăng vọt. Từ bên trong tạo ra một mảng óng ánh sắc đỏ, bảo vệ, che chắn bốn phía cự sơn đang ầm ầm đổ tới. Cả hai là ầm ầm chạm vào nhau, huyết quắc, huyết sắc đại phiên, hào quang tỏa sáng, run rẩy không thôi, mới có vấn đem bốn cái tòa cự sơn giữ vững. Hội trưởng uy vũ, phía dưới phát ra tiếng hoan hô của đám đệ tử. Bất quá không cho bọn họ phát ra tiếng hoan hô thứ hai, trên bầu trời bóng đen lóe lên, lại một ngọn núi khổng lồ ầm ầm nện xuống. Xoẹt một tiếng, huyết quang, huyết sắc hào quang bị năm tòa cự sơn áp bách, ầm ầm một tiếng phía dưới huyết sắc đại phiên bắt đầu vỡ. Năm tòa cự sơn cũng không còn vật ngăn, rơi xuống với tốc độ kinh người. Năm ngọn núi khổng lồ này đã đem bầu trời sơn cốc toàn bộ chiếm cứ. Trong cốc đen, một mảng đen kịt. Nhỏ nhã nam tử biến sắc, không chút do dự, thân hình nhoáng cái. Ngay tại lúc năm ngọn núi rơi xuống đất, hắn đã kịp thời bay ra ngoài. Ầm ầm, năm ngọn núi ầm ầm rơi dưới đất, bụi mù dâng lên, mặt đất kịch liệt lắc lư, tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên cùng với tiếng nổ mạnh bao phủ. Trên sơn cốc một cái tia sáng lóe lên, thân ảnh nam tử nho nhã hiện ra, mặt tái nhợt mà nhìn một hướng cách đó không xa. Chỗ đó trôi lơ lửng một chiếc thanh ngọc phi chu, đứng trên là một già một trẻ, một lão đạo tuổi già mặc áo bào xám trắng, một thiếu nữ dung mạo thanh lệ, mắt linh động. Lúc nào bạch thạch đạo nhân cùng liễu ngạc nghi. Hai vị cuối cùng là đến từ phương nào? Nam tử nho nhã mắt híp lại chậm rãi nói, đến để giết ngươi. Liễu Nhạc Nghi là bắt đầu thanh âm phát lạnh. Ồ, Vân Hồ tộc nhân, ta đã nhớ ngươi là tiểu hồ năm đó may mắn chạy thoát, không nghĩ đến mấy năm nay là đã đến tu vị kết đan kỳ. Bất quá lại nói tiếp, Thanh Vân Khâu, Vân Hồ nhất tộc Già Lồng là tài liệu thượng đẳng pháp bảo phòng ngự, năm đó thực là khiến cho cổ mỗ kiếm được một khoản lớn đấy. Nam tử nho nhã khẽ động, lập tức nhớ cái gì là khẽ cười một tiếng nói, cổ nhân ta giết ngươi. Liễu Nhạc Nghi vành mắt đỏ, mười ngón tay thon dài xoay tròn một hồi giống như biến hóa,
ngân quang đột nhiên lóe, bay ra một cái hỏa cầu màu bạc, quay tít một vòng, biến thành ngân sắc hỏa điệu nhỏ bằng lòng bàn tay, hướng Nam Tử Nho Nhã đánh tới. Cố nhiên trong lúc nói chuyện, Sấm Rèm thần thức tả ra phạm vi mấy trăm dặm, quét một lần không phát hiện ra gì. Hắn liền nhìn thấy ngân sắc hỏa điệu hơi ngẩn ra, lập tức mắt hiện một tia cười ngạo, nực cười, hai tiểu bối kết đàn cũng dám cùng ta nói chuyện. Nói xong hắn há miệng phun một quả cầu màu đen, quay tít một vòng đột nhiên hóa lớn thành quái thú màu đen cao trăm trượng. Con thú này giống như là sư tử hổ báo, tản ra khí tức cuồng bạo, bốn chân đạp mạnh hư không, hướng về phía ngân sắc hỏa điệu. Cả hai thể tích chênh lệch quá lớn, quả thực là cách biệt một trời một vực. Kết quả ngân quang lóe, ngân sắc hỏa điệu nháy mắt xuyên qua cơ thể quái thú màu đen, tạo thành một lỗ thủng. Quái thú màu đen thân thể cứng đờ, ao một tiếng bạo liệt tàn vỡ. Cố nhân trừng to hai mắt, quả thực không dám tin tưởng vào mắt mình, bất quá lập tức phản ứng kịp, không hai lời xoay người bỏ chạy. Trên thân đạo hào quang lập lòe, toàn thân lập tức hiện ra khôi giáp màu đỏ bao bọc thân hắn chật như nêm gối. Chỉ là ngân sắc hỏa điểu tốc độ cực nhanh, hầu như nháy mắt đuổi theo hắn, lóe ra xuyên thủng thân tén, khối xác màu đỏ cũng không thể cản. Không, cổ nhân chỉ kịp hô một tiếng không, thân thể biến thành một quả cầu lửa hừng hực thiêu đốt mọi thứ, bao gồm cả pháp bảo pháp khí trên người hắn, rất nhanh thành cho tàn. Ngân sắc hỏa điểu bay một vòng trên không trung, há miệng hướng xuống bên dưới sơn cốc phun ra một mảng ngân diễm. Ngân diễm nhanh chóng mở rộng biến thành một biển lửa màu bạc bao trùm toàn sơn cốc màu huyết hồng, bị nằm cái cự sơn chấn áp trong cốc nhất thời nửa khác không ai có khả năng chạy ra. Giờ phút này Liễu Nhạc Nhi nhìn xuống phía dưới, biển lửa đang hừng hực cháy, nước mắt chảy ra. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ, Nhạc Nhi hôm nay rốt cuộc chính tay mình giết chết cừu nhân, diệt huyết đào hội, báo thù cho người, báo thù cho các người. Nàng tự thì thảo. Liễu đạo hữu, chúc mừng đại thù được báo. Một lúc lâu Bạch đạo nhân mới là chắp tay. Cái này nhờ có Bạch đạo hữu, những năm này hết sức, hết thảy sự tình, ca ca nói hắn là nhớ kỹ. Liễu Nhạc Nhi lau nước mắt hướng về Bạch Thạch đạo nhân vẻ náo thì lễ. Không dám, hàn tiền bối phân phó tài hạ tự nhiên làm việc hết sức. Bạch Thạch đạo nhân là vội vàng nói ra. Chương 44, cách nguyên pháp liền. Cùng một thời gian, xuất phân phòng, linh diễm sơn mạch. Tại mật thất ở một động phủ vắng vẻ nào đó, ánh sáng lập lòe sáng như ban ngày. Một cái kèn tầm to lớn hình người màu trắng dựng thẳng trong mật thất. Cái kén này kết ra từng đoàn ánh sáng màu trắng chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp. Trong lúc đó, pháp trận dưới đất ánh sáng mãnh liệt, đặc biệt là chỗ ngôi sao được vẽ ngay dưới cái kén ánh sáng càng phát ra bạo liệt, chói mắt hơn. Toàn bộ mật thất được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu trắng. Những tia sáng bao bọc xung quanh cái kén như vật sống, liên tục di động. Đột nhiên là vô số phù văn màu trắng lấy tốc độ cực nhanh nghiện lên xung quanh liên tục bành trướng. Cái kén co rụt một hồi, liền là bạo liệt mà mở. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang. Trong mật thất hiện ra một gã thanh niên đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt nửa người trần trụi. Thân hình hắn cao lớn, dung mạo bình thường, toàn thân bị bạch khí cuồn cuộn bao bọc. Đúng là Hàn Lập. Hắn bỗng nhiên trừng mắt, là màng chất động. Một cỗ khí tức kinh nhân bộc phát, đem bạch khí xung quanh thân thể phiêu tán đi. Ở ngực và bụng quán xuất hiện 5 quang điểm chói mắt. Bên trong mỗi quang điểm xuất hiện một cái phù văn hình dạng kỳ dị của một ngôi sao xoay tròn bất định. Và bên dưới da thịt hắn, cốt cách cũng mơ hồ có ánh sáng lưu truyền, tinh mang chớp động, dường như cất giấu ngàn vạn ngôi sao bên trong. Sau một lát, những phù văn có hình ngôi sao dần biến mất, những quang mang này tùy thời dần dần ẩn đi không thấy gì. Hàn Lập mở mắt, thở dài một hơi không khỏi kích động trong lòng. Qua 2 năm khổ tu, rốt cuộc tu luyện ra huyền khiếu thứ 5, tu thành tiểu bắc đẩu tinh nguyên công. Tốc độ của hắn so với dự tính trong công pháp phải nhanh hơn, không chỉ là gấp trăm lần. Mà để cho hắn hưng phấn nhất là thường thế của thân thể xuất cuộc triệt để hồi phục. Thần hồn cũng khôi phục 3 phần so với lúc đỉnh phong. Lòng chợt nghĩ, khẽ đảo bàn tay một cây dược thảo như cây nhân sâm hiện ra. Linh dược hắn đưa vào miệng trực tiếp nhai nuốt. Cảm thụ pháp lực tràn đầy trong đan điền, Hàn Lập không khỏi cười khổ.
Hai lam của hắn không ngừng dùng bình nhỏ trồng linh thảo, có không ít phần hạc thảo 500-600 tuổi dùng để tu luyện. Với hắn, số lượng dược thảo như vậy thừa để tu luyện, có trồng thêm chỉ là lãng phí. Thậm chí trước đây hắn trực tiếp trồng một cái cây đến vạn năm tuổi, trực tiếp ăn, kết quả là dược lực vượt qua pháp lực nguyên anh kỳ. Giống như trước, pháp lực tự động tiêu tán, không có tác dụng hồi phục tu vị. Hàn Lập lắc đầu, thu liếm tâm thần, nhắm hai mắt nội thị kiểm tra tình huống thân thể hiện tại. Hắn phát hiện ra sương mù bao phủ trong đan điền rõ ràng mờ đi rất nhiều. Hắn vui vẻ trong lòng, men theo thân thể nguyên anh phát kim quang, đem thần niệm bắt đầu xuyên qua sương mù. Chỉ thấy tiểu nhân màu vàng óng ánh nằm im một bộ dạng ngủ say. Gặp tình này, Hàn Lập suy nghĩ một chút, thúc giục thần niệm lực cùng pháp lực ở đan điền từng đám nhỏ tinh tì hiện hiện quấn quanh thân thể tiểu nhân màu vàng. Tới gần tiểu nhân, những tinh tì bỗng tăng tốc, giống như từng đạo cương châm đâm thẳng qua. Đúng lúc này oanh một tiếng thật lớn, một đạo hắc quang hình vòng cung từ trong cơ thể tiểu nhân quét ra, ngăn chặn tất cả tinh tì. Thân thể Hàn Lập chấn động một cái, kêu một tiếng đau đớn, vùng đan điền kịch liệt chấn động. Hắn là thần sắc biến đổi, cắn răng quyết định thúc giục luyện thần thuật. Oanh một tiếng, thần niệm lực trải rộng đan điền, số lượng tinh tì bỗng nhiên tăng gấp đôi, hóa thành một cái mảng óng ánh bài sơn đào hải, đập vào hắc quang hình cung. Phốc một tiếng, hắc quang hình cung lóe đi vài cái, rốt cuộc không chống đỡ nổi, hóa thành một cỗ khói đen lượn lờ tiêu tán. Mảng lớn tinh tì óng ánh lập tức bao phủ tiểu nhân màu vàng. Thần niệm của Hàn Lập rốt cuộc như là như nguyện xâm thực được vào nguyên anh cơ thể. Kết quả sau các mặt hắn cực kỳ khó coi. Trong cơ thể nguyên anh có 8 đạo xiềng xích bằng ánh sáng đen kịt sang khắp nơi trong cơ thể. Những xiềng xích này hầu như là xuyên khắp người nguyên anh. Có 2 cái liên thông đến tứ chi, có cái để chạy trên đầu nguyên anh xuống. Xung quanh xiềng xích có sương mù đen lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Càng làm hắn kinh hãi chính là những xiềng xích này tản mát ra một loại lực lượng pháp tắc. Hai hàng lông mày của Hàn Lập cau lại, điều khiển thần niệm ngưng tụ thành một cái chuôi búa nhỏ óng ánh, trực tiếp bổ ra một cái cằn xiềng xích đen. Bong một tiếng, búa nhỏ bổ lên xiềng xích đột nhiên chấn động, bị một cỗ lực lượng kỳ dị đẩy bắn ra ngoài, tán loạn giữa không trung thành từng điểm tinh quang. Hàn Lập hơi chấn động tâm thần, có chút ngừng lại, lại thúc giục pháp quyết. Đại lượng pháp lực ở thần niệm điều khiển thành từng đoàn xương khói xanh không tản, bao phủ đoạn xiềng xích đen. Sương mù màu xanh sền sệt bám vào xiềng xích, ý đồ muốn hỏa tan nó. Nhưng mà khi khói xanh tiếp xúc với xiềng xích, nháy mắt dây xích lập tức lay động, từng sợi màu đen bỗng nhiên tăng nhiều, rất nhanh bao lấy khói xanh đem chúng nuốt vào. Hàn Lập thế vậy vẫn là không muốn buông tha lần nữa, đổi pháp quyết. Cùng lúc đó, ở một chỗ nào đó ở tiên giới, một mảng sa mạc bao la bát ngát, bầu trời âm trầm u ám, không khí tràn ngập một loại mùi gay muối. Cuồng phong gào thét xung quanh giống như vạn quỷ kêu rên, nổi lên tầng tầng báo cát che đậy bầu trời. Ở phía chân trời hơn 10 cái vòi rồng cuốn lấy đầy cát vàng, hợp thành một đường giống như là một cái bức tường cao bằng cát, quán thông thiên địa, cuồn cuộn tiến về phía trước, càng đi càng lớn. Nhưng mà khi chuyển động đến một nơi trong sa mạc, rõ ràng không có đụng phải bất cứ cái gì, đột nhiên như đâm vào một tòa núi lớn, ầm ầm tán loạn, cát bay tứ tán rồi vùng vãi. Chỉ thấy tại nơi đó có một tòa cao hơn 10 trượng đại điện lặng lặng đứng đó. Toàn thân điện thờ màu vàng đất, bên ngoài không có bất kỳ hoa văn trang trí, tự nhiên được xây bằng cát bình thường. Toàn bộ điện thờ tản ra khí tức cổ xưa, thê lương. Không gian trong điện khá lớn, bốn phía phân bố 10 căn trụ to lớn. Bên trên vách tường treo hơn 10 cái đầu chậu than, phát ra hào quang ảm đạm màu xanh mơn mởn, khiến cho đại điện có chút âm trầm u ám. Ở trong đại điện chỉ có chờ chọi một cái ghế lớn đen kịt, làm người ta kỳ quái. Bên ngoài điện gió bão gào thét, nhưng bên trong cực kỳ u tĩnh, không hề có thanh ngầm cả. Thường lang lang, chỉ thấy trên cái ghế lớn đen kịt một nam tử trung niên ngồi, cá hơi nâng bàn tay hồ khô héo, khiến cho xiềng xích màu đen quấn quanh cánh tay phát ra một âm thanh leng keng. Khuôn mặt người này hám sâu, khuôn mặt khô héo, miệng khép hờ, lộ ra răng vàng trắng lạnh. Người này mặc một kiện áo trắng như tuyết, da thịt trên thân từ màu tím xanh biến thành màu đen, thoạt nhìn giống như là một đầu cương thi, mặt xanh nanh vàng. Nhìn kỹ lại, dưới lớp áo khoác trên thân người quấn chằng chịt một bộ sợi xích to như cánh tay màu đen, xích xích rủ xuống đất, tỏa ra hầu như là phủ kín toàn bộ đại điện. Lúc này, nam tử cương thi đang đóng chặt mắt bỗng mở mắt,
khuôn mặt xanh lộ ra một tia khác thường. Người tới, nam tử cương thi khẽ quát một tiếng, âm thanh khàn khàn trầm thấp, giống như yết hầu bị cắt nhồi chật ních. Mà đất cách đó không xa, trước mặt nam tử cương thi bỗng rung động, một ụ cát từ từ phồng lên, hồi một hồi vặn vẹo huyễn hóa ra một nam tử khôi ngô, mặc áo giáp cũ kỹ màu đồng xanh, sắc mặt nam tử cũng là màu xanh đồng giống bộ giáp cá mặc, quỳ trên đất cung kính. Lão tổ, sau gần ngàn năm, môn hạ đệ tử của bổn tọa có người nào vận dụng cách nguyên pháp liên do ta tự mình ban thưởng? Nam tử cương thi khàn khàn hỏi. Khởi bẩm lão tổ, 300 năm trước, Phương Bàn đại nhân đảm nhiệm chức vụ tại tiên cung gặp cường địch, từng vận dụng một lần pháp liên để giết chết đối thủ, còn lại không ai từng dùng qua. Nam tử giáp đồng lập tức đáp. Nam tử cương thi nghe vậy lẩm bẩm, nguyên lai là lão thất. Gã suy tư một chút, mở miệng đưa tin cho Phương Bà nói, địch nhân mà năm đó hắn sử dụng pháp liên chưa vẫn lạc, hiện tại lần nữa kích pháp phát liên, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Dạ lão tổ, nam tử đồng ra đáp. Mặt khác nói cho hắn biết, mau chóng đem người này giải quyết, nếu không 100 năm nữa bổn tọa đích thân động thủ thu hồi lực lượng pháp tắc trong pháp liên. Nam tử cương thi chậm rãi nhắm mắt, mặt không thay đổi bổ sung. Chương 45, điều đó không có khả năng. Trong động phủ, Hà Lập từ từ mở hai mắt, rút thần thức ra khỏi cơ thể, thần sắc uể oải. Hắn lấy lại bình tĩnh, lật tay lấy một cái cây vân hạc thảo bỏ vào miệng, bắt đầu nhai nuốt mặt hết sức, lộ ra vẻ do dự. Lát sau hắn thở dài bỗng mở miệng, Ma Quang đạo hữu, có thể ra đây một chút không? Tiếng nói vừa dứt, ảnh tử vặn vẹo, một hồi trước người hiện ra một bóng người toàn thân đen kịt, dung mạo có chút tương tự hắn, là nam tử tóc dài làn da ngăm đen. Nam tử nhìn Hàn Lập im lặng không nói. Ma Quang, ngươi từng thấy qua loại pháp tắc nào có thể cấm chế nguyên anh của người khác chưa? Hàn Lập trực tiếp hỏi. Nguyên anh của đạo hữu bị phong ấn có liên quan đến quan hệ lực lượng pháp tắc. Qua 2 năm tĩnh dưỡng, Ma Quang cũng khôi phục không ít, nhưng mà nói chuyện vẫn còn cứng nhắc. Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói tình hình hiện tại cho Ma Quang biết nguyên anh thế nào. Căn cứ phán đoán của ta, tình huống của đạo hữu chỉ sợ trước tiên phải khôi phục pháp lực tu vị, sau đó sử dụng bí thuật thúc giục nguyên anh tự hành thoát khỏi phong ấn. Thế nhưng vấn đề là nguyên anh của người chính là vì những xiềng xích pháp tắc này không thể tu luyện, chưa kể phải khôi phục tu vị, tự nhiên thành một cái vòng lặp mâu thuẫn. Những điều người nói ta cũng đại khái suy đoán được, thậm chí tình huống theo ta còn khó khăn không ít. Dù là hiện tại ta tự bạo tìm một cơ thể khác cho nguyên anh đoạt xá cũng không có khả năng thoát khỏi trói buộc. Hàn Lập nhướng mày. Đấu trước đây không đầu đã đi một vòng tàng kinh các của tông môn này, có phát hiện gì không? Ma Quang lại hỏi. Đã xem không ít điển tịch nhưng hầu như không dùng được. Hàn Lập bất đắc dĩ thở dài. Nói như vậy, bí thuật giới diện này chưa đủ cấp bậc giải quyết vấn đề, chỉ sợ phải nghĩ đến cách trở lại tiên giới mới thể tìm được biện pháp phá giải phong ấn. Ma Quang im lặng một lát rồi trả lời. Nơi nào đó tại tiền giới, một khu rừng rậm không tên. Trong khu rừng, sương mù bao phủ, mây mù lượn lờ quanh. Lọt vào tầm mắt là từng cái gốc cây cao hơn 100 trượng, xanh tươi phồn vinh. Có cây lại là héo rũ suy bại, có cây lại toàn thân đỏ tía, thập phần quỷ dị. Sâu trong rừng rậm, một cái gò đất ước chừng rộng mấy ngàn trượng, hầu như không có một cái cây lớn cao to nào, chỉ là từng phiến bụi cỏ thấp nhỏ, thoạt nhìn hoàn toàn đối xứng với cảnh vật xung quanh. Ở giữa khu vực này mọc một gốc cây cổ thụ kỳ dị, cao vút tận trời xanh. Cây màu xanh đen, đường kính tối thiểu phải hơn 100 trượng, thân cây thẳng tắp, không có chạc cây, cũng không sinh ra bất kỳ mảng lá cây, hoàn toàn trụi lùi, khác hẳn với cây cổ thụ chọc trời khác. Càng thêm đặc biệt khi trên ngọn cây có 7-8 chạc cây mọc cùng một chỗ. Có một cái cây, một tổ chim cực lớn, màu xám, nhìn từ xa giống như là một cái mũ rơm cũ nát treo ngược. Một con chim cổ quái khổng lồ đang nằm trong tổ, không ngừng thấp giọng kêu rên, bộ dáng hết sức thống khổ.
cả người được bao phủ bởi lông vũ giống mũi tên, phần đầu vô cùng lớn, cần cổ lại là có phần nhỏ bé. Nơi cổ tiếp giáp với ngực có một cái túi khổng lồ, khi mà co khi lại giãn thuận theo nhịp thở. Trong lúc này, cổ chim bỗng duỗi thẳng cái đầu ngẩng cao, mắt cảnh giác nhìn tới một chỗ. Tần suất co giãn của túi trước ngực tăng nhiều, chợt là vang tiếng lên xé gió. Chỉ thấy khu biên giới của mô đất từ ba hướng bất đồng, cây rừng rung động kịch liệt, ba đạo thân ảnh nhảy dựng lên bay thẳng tới tổ chim. Ba người đều mặc trang phục đen, nhảy ra cơ hồ giống như là một lúc, động tác không khác nhau là mấy. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn, ba người này có dáng người dung mạo giống nhau như đúc, vẻ mặt là một thanh niên tuấn lãng phi phạm, mắt lăng lệ ác liệt. Ba người lấy tốc độ không có cách nào nói rõ bay tới gần tổ chim, lưu lại một loạt tàn ảnh giữa không trung, cuối cùng thân hình lại đột nhiên biến mất. Chủ thu quái điểu kinh hãi, cái túi trước ngực phồng lên quay về hướng đông nam, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng kêu rùng trời. Chỉ thấy sóng âm cuồn cuộn một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo, cuốn theo vô số đạo phong nhận rậm rạp chằng chịt màu xanh từ thụ cao lớn quét về rừng rậm, ong oanh long long, giống như là thiên lôi oanh động. Vô số phong nhận hợp thành một bức tường hình cung, những nơi đi qua bụi cỏ đều là bị nhổ tận gốc, xoắn thành từng mảng vụn. Những gốc cây cao to đều là bị bẻ gãy cắn nát. Trong hư không hướng đông nam vừa rồi, hai đạo bóng người màu đen biến mất, nương theo sóng khí bụi mù mà ra, cấp tốc rơi xuống đất. Đồng thời trên thân nổi ra ánh sáng màu xanh, thân hình lập tức trở nên mơ hồ, tốc độ tăng nhanh gấp bội, thoát cái ẩn hiện trong không trung. Phô thiên cái địa phòng nhận lại không có cách nào chạm tới thân ảnh kia. Chim khổng lồ điên cuồng hét, không ngừng có từng trận sóng âm lôi kéo theo phòng nhận dày đặc, quét tứ phương tám hướng. Nhưng mà hai đạo nhân ảnh kia cứ nhàn nhã dạo chơi xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp phong nhận, không bị ảnh hưởng chút nào, bay thẳng tới tổ chim khổng lồ. Mắt thấy hai người càng tới gần, chim khổng lồ cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, miệng phát một tiếng kêu rên rỉ kéo dài, túi thịt dưới cổ phồng lớn thêm, chốc lát trở nên gần bằng thân thể khổng lồ của nó, hơn nữa còn là không ngừng tăng vọt. Một thanh niên mặc áo đen tế thế lập tức giận dữ, nghiệp xúc còn muốn tự bạo, nằm mơ. Vừa dứt lời, lúc trước một cái thân ảnh thứ ba một mực biến mất không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu con chim khổng lồ, tay gã cầm một thanh trường đao đen, cổ tay hơi run, ô quang lóe, nhé mắt xoẹt qua yết hầu con chim khổng lồ. Chỉ nghe phốc một tiếng nổ lớn, một cỗ khí mạnh mẽ phun ra, mang theo lực lượng huyết dịch màu xanh phun ra như suối cao hơn 10 trượng, đến lúc suối máu màu lam không ngừng phun, túi thịt khổng lồ trước cực cũng tùy thời co lại như lúc ban đầu. Con chim khổng lồ ngã xuống trong tổ lớn bị nhuộm đầy máu xanh. Bên dưới thân thể đồ sộ có một quả trứng khổng lồ màu trắng, nghiêng nghiêng tựa như là phần bụng cực kỳ đơn lẻ. Ba gã thanh niên không đổi sắc mặt, hạ xuống xung quanh thân thể chim khổng lồ, phân biệt đi tới dưới hai cánh, tiến tới phần đuôi tìm kiếm trong đám lông chim, rút ra một cái căn lông chim có lưu quang lóe. Lúc này bên hông một người bỗng sáng lên một đoàn ánh sáng vàng, kèm theo một hồi thanh âm ông ông. Hai người còn lại thấy thế lập tức nhoáng một cái đi tới cạnh thanh niên áo đen, thân ảnh ba người mơ hồ vậy mà dung hợp một thể. Ngay lúc đó, thanh niên áo đen lấy ra từ trong hông một cái pháp bảo đưa tin hình tròn, sau khi sử dụng thần thức đảo qua gã lập tức biến sắc, lông mày nhíu chặt kêu sao có thể. Dứt lời, mắt hắn hiện vẻ âm tàn, vất tay đem quả trứng khổng lồ thu lại, thân hình tung lên hóa thành một đạo cuồng phong gạo thét bay đi xa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.